And I can't wait so we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this an antisocial pessimist but usually I don't mess with this and I know. Rồi mình sẽ xây chơi thợ xây đấy nhá, bởi nhiều bạn kêu mình chơi thợ xây quá, mình sẽ chơi thợ xây tiếp. Vui battle. Ok. Cái gì đây? Superhero à? Siêu anh hùng à? Mountain là núi à? Xây núi đây anh. Tùng núi. Xây núi đi anh em, núi đi. Ok. Xây gì? Volcano, volcano là gì? Chết anh em ơi, volcano thì từ từ lên Google search nào. Chết mẹ rồi. Volcano là gì? Volcano núi lửa. Núi lửa. Hay là mình ghi sơn tùng ấy nhỉ? Sơn tùng không ghi xong rồi lửa rồi. Bây giờ xây núi lửa đậu phụ con này. Để xây núi lửa cho các bạn xem. Từ sớm nãy giờ có rất nhiều bạn chê mình xây gà cho nên bây giờ mình sẽ xây gọi là núi lửa cho các bạn xem nhá. Núi lửa thì đơn giản. Như nào nhỉ? Ok, bây giờ mình sẽ xây núi lửa nha. Theo nhu cầu của nhiều bạn. 4 phút nữa. Từ từ, mình đang xây quái gì nhỉ? Các bạn phải chờ hết tiết mục các bạn mới thấy được mình đang xây cái gì đấy. Chỗ hay của Vũ Lít nó nằm ở chỗ đấy. Đây. Mình đang xây núi lửa đấy các bạn ạ. Núi lửa đó. Ok. Một tầng nữa. Núi ra phải nó màu xanh nhỉ. Nhưng mà núi lửa cho nên là nó nhìn nó hơi bị gọi là hung tàn tí các bạn hiểu không? Nó bằng đất đấy. Rồi bây giờ mình sẽ xây thêm một tầng ở trên đây nữa. Tầng ở trên đây sẽ xây bằng đá địa ngục bởi vì nhìn nó hơi bị giống núi lửa tí. Núi lửa đúng không? Là phải xây bằng cái đá này bởi vì càng lên cao nó sẽ gọi là càng lên cao sẽ càng tiếp xúc với lại lửa cho nên là nhìn nó phải cũng phải hung tàn lên tí đấy. Ok. Đấy. Núi lửa phun trào. Nhìn giống cái bánh nhỉ. Khối dung nham rồi. Khối dung nham rồi. Nhanh 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 nhanh. Nhanh 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 nhanh. Khối dung nham rồi nhỉ. Đây khối sắp dưới dung nham đây quá đây. Ơ gạch dung nham the fuck. Đây khối dung nham đây. Ơ sao khối dung nham nó đổi thành cái kia. Mất là không được à. Lửa đâu à. Vậy là mình sẽ lấy cái xô này đổ dung nham đậu phụ. Núi lửa là phải phun trào bạn nhớ. Đấy. Núi lửa, thưa các bạn. Núi lửa. Đó. Cái này phải bật xây đờ nhìn mới đẹp. Tí mình sẽ bật xây đờ cho bạn xem. Đấy. Đấy, núi lửa, thưa các anh em. Nào không biết đây chứ là núi lửa. Đấy. Không, bây giờ cho đất ở xung quanh đấy. Các bạn thấy mình đầu óc sáng tạo với lù. Đất. Không phải đất này, đất là đất khác rồi, đất rồi. Đất. Nhiều bạn chỉ mình cách là làm nào mà đập mấy cái dưới đây là thành đất cơ. Rồi. Làm nào để cho mấy cái kia thành đất nhỉ? Đây. Làm nào cho mấy cái kia thành đất nhỉ? Mình quên rồi. Que tờ này. Đây đây đây. Đất đấy. Chỗ này tất cả anh đất đúng không nhỉ? Xong như nào đó nhỉ? Ơ thành đất như nào nhỉ? Mình không biết nữa. Rồi bây giờ trồng cái cây này. Trồng mấy cây giả vờ cho nó khu này nhìn nó thật là kinh. Đi bột xương đó. Công cụ nhỉ? Bột xương như nào nhỉ? Đây.
Ủa xương đâu, nhanh lên. Đây. Ok, trồng mấy cây cho lớn lên, nhìn nó giống. Lớn lên đờ mờ mày. Cái cây. Ủa phục, cái cây nó không lớn đâu các bạn ạ. Cây cây phò phạch vãi. Ê. Lớn lên. Ủa. Mấy cây này nó bất dung, kẻ bất dung thứ ra xua rồi, nó không thèm lớn luôn. Chắc là tại cái khu này nhìn nó núi lửa nó hung tàn quá cho nên cây nó không lớn được. Trời ơi, hãy cứu lấy mầm xanh của trái đất. Đây. Mình sẽ để mấy cây lên nhìn giả vờ cho nó biết lên núi lửa đấy. Sẽ được hạng mấy rồi đấy. Núi lửa. Đấy. Ơ đấy. Giới thiệu các bạn, núi lửa. Cái gì đấy? Thôi mày xây xấu em ơi. Đây không phải núi lửa, cho mày bóp rồi. Cùi quá, cái này cùi quá. Cây đó cần 4 cây mới ra to. 4 cái cây bây giờ à? Thôi chết. Ai biết đâu. Ơ thằng này điện. Thằng này bắt trước à? Trước. Bắt trước, super pop. Bắt trước. Bắt trước này. Thằng này bắt trước. Bắt trước này. Bắt trước này. Thằng này bắt trước quá. Đấy, bắt trước, ui xấu hơn. Thằng này cũng bắt trước. Phụ mày. Thằng này xây đẹp quá. Cho nên cho ok. Nghĩ ra nó xây đẹp mình kia. Đấy, thấy chưa? Cái cậu ấy cho tương lai á. Khu mà xung quanh, đấy chưa? Thằng kia XD đó. Đấy. Làm là mô tình nữa. Ui thằng này xây đẹp ấy. Thằng này xây đẹp ấy, ok. Bạn thấy chú nó bắt trước mày không? Vơ vẩn. Thằng này lúi không có nữa. Đấy thằng này đẹp mà. Nhưng mà cái này đấy ra phải cho lava. Thế là ok thôi. Nếu mà cho lava ở trong thì sẽ ok hơn rồi hả? Thằng này. Thằng này lạc đề này, lạc đề này, super pop này. Lũi lửa đây à? Mày nhìn sao cái này lũi lửa. Ui thằng này đẹp thế. Thằng này ok này, đẹp này. Thằng này đẹp này các bạn. Thằng này đẹp này. Thằng này lại bắt trước. Bắt trước này, bắt trước. Bắt trước à, bắt trước cho cút đậu phộng. Thằng này cũng bắt trước này. Bắt trước này, mấy người bắt trước này. Bắt trước cho super pop hết, mấy người bắt trước này. Thôi. Anh em có gì muốn nói không? Có gì muốn nói không? Các bạn có gì muốn nói không? Có gì muốn nói đâu? Một lần thứ hai, một lần thứ nhất có gì muốn nói về khả năng xây dựng của Best Builder Việt Nam không?